đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc các nhà trọ phải đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu 5m² sàn trên người. Thì theo khảo sát của Lao Động, các nhà chủ nhà trọ cho rằng mục tiêu của đề án là tốt. Tuy nhiên, đa phần các phòng trọ, nhà trọ cho thuê hiện nay ở những cái vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh thì khó có thể đáp ứng được. Tại từ lối xe kiên cố hết rồi, khu vực này khó lắm. Có khu vực phát triển mới đó thì được. Như em xem đất được cho con, mà chứ như khu vực này, tại vì đất người ta có cụ 4m à. Và chứ mà người ta mà mở ra 5m cho người công nhân thuê đó thì nó cũng khó khăn lắm. Thì nếu mà mở lên mở rộng ra thì bất buộc tiền phòng phải tăng ca rồi. Với cái đề xuất là tối thiểu là 5m² cho một người thuê trọ thì nhìn chung khu vực vùng ven là chắc không có đảm bảo đủ giống như quy định. Chắc là phải tách phòng ra. Thường là chắc là cái tách phòng ra là khả thi hơn là sẽ xây lại cái theo kiến trúc mới. Tại mỗi lần xây nó cũng cực. Với lại chị thấy nếu mà có quy định vậy thì những cái chủ trọ mà người ta có ý định cất nhà trọ thì người ta biết quy định là 5 người trên mét vuông, vậy thì người ta cất sẽ nó bự hơn để đảm bảo mặt được, thì chị thấy là an toàn. Tại vì nếu mà đông người ở thì mình để đồ nhiều quá thì nó không có an toàn phòng cháy chữa cháy. Giống như là bản thân nhà trọ chị thì chỉ cho một chiếc xe để tại nhà trọ thôi, chiếc thứ hai là phải gửi bên ngoài chứ không cho để trong nhà trọ nhiều như vậy. Vợ chồng chị Lê Thị No đang sống trong căn trọ 12m², giá thuê khoảng 1 triệu đồng trên tháng. Nhiều lần chị No muốn chuyển đến nơi mới rộng rãi hơn, nhưng với thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng thì không đủ để trang trải. Vợ chồng trước giờ cũng chưa dám nghĩ là mướn chỗ khá nhiều tiền hơn. Ở đây cũng nhà trọ cũng ít tiền, cũng đỡ chi phí chút. Người chủ thuê thì chị nghĩ là ban đầu thì chưa có quy định thì ở bao nhiêu người cũng được. Còn giờ có quy định thì người ta sẽ giảm số người xuống. Còn giá thuê thì vẫn vậy thôi. Chị thấy cuối cùng là cũng chỉ khổ cho công nhân thôi. Tại vì nếu mà ở khu này thì thường là 9m² hoặc là 12m² thì chỉ ở được khoảng 12m² thì là 2 người. Còn 9m² là non luôn, non 2 người. Thì là có nghĩa là sinh hoạt phí của công nhân nó sẽ tăng lên. Đó thì sẽ cuối cùng cũng chỉ là công nhân là người khổ nhất. Thì nếu mà quy định nó có áp dụng hay không áp dụng thì bao nhiêu năm nay chị vẫn bình ổn giá. Tiền thuê trọ thì không có tăng. Công nhân quy định là làm lương nó thấp, nó thu nhập thấp. Thế cho nên là các cô cũng không dám lên giá tiền phòng, chỉ có giữ nguyên cái mức quy định như trước đấy. Đề án sẽ được triển khai thí điểm hướng dẫn tại 3 khu vực có đông nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ trước khi áp dụng toàn thành phố.